Xin chào anh chị, hiện tại Sâm đang có mặt tại ấp Hòa Thịnh của xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà có tổng diện tích là 721 m². Trước tiên để em giới thiệu con lược sơ lược về vị trí con đường, rồi sau đó em sẽ chạy vô nhà cho anh chị xem nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là huyện lộ 70. Hướng này là mình về hướng phà Tam Bình. Khoảng cách từ ngay vị trí này mà về phà Tam Bình khoảng 3 cây số nha anh chị. Còn hướng ngược lại là hướng mình về cầu Ngũ Hiệp. Ngay đó ủy ban dân xã Ngũ Hiệp và chợ Ngũ Hiệp ở đó luôn nha anh chị. Từ đây mà lên ngay cầu Ngũ Hiệp, mình sẽ rẽ mé bên phải á, mình về tỉnh lộ 868, về quốc lộ 1A luôn. Khoảng cách từ vị trí em đứng đây mà về tới quốc lộ 1A khoảng 10-12 cây số là tới nha anh chị. Và cái vị trí ngôi nhà mình là vô cái con đường này. Từ đây mà vô tới nhà mình khoảng 150 m là tới. Còn từ đây về tới trung tâm của xã Ngũ Hiệp khoảng 2,5-3 cây số. Ngay vị trí nhà mình là tính đường xe máy chứ xe ba gác chứ xe 7 chỗ vào không được nha anh chị. Để giờ em tiến về phía bên trong nhà mình cho anh chị xem. Đây là con đường cũng đã hư rồi, nhà nước cũng chuẩn bị mở bự ra luôn. Đây mình có cảnh view sông luôn, ngôi nhà mình á. Ở đây điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Khu này cũng nhà ở nhiều nè, đông dân cư. Đó, có đường dây điện luôn. Đó, giờ tới đây coi km đồng hồ xe là 150 m. Đó, xe ngược lại cái hướng mà em mới vừa chạy vô ha. Từ đây ra tới huyện lộ 70 là 150 m là tới nha anh chị. Cảnh ngôi nhà mình có cảnh view sông luôn. View kinh đi chứ, kinh. Đó, đây là cái con kinh. Còn cái vị trí đất mình, ngôi nhà vườn sầu riêng nha. Tính từ đây ngay vị trí này đi ngang qua là 19,5 m. Và có cái chiều sâu vào là 37 m. Cái này do sổ cũ, này chủ sẽ cắt ra bán nha. Chủ sẽ cắt ra, chủ bao giấy tờ cho mình luôn. Hiện tại là chủ kêu giá là 1,250 tỷ cho cái ngôi nhà vườn này. Đó anh chị thấy ha, ngôi nhà đẹp, vườn sầu riêng luôn. Ngang là 19,5 m, phía sau hậu mình cũng 19,5 m luôn. Còn cái chiều sâu thì 37 m. Tổng diện tích á là 721 m². Chủ kêu giá là 1,250 tỷ. Là cho tổng cái ngôi nhà mình luôn nha anh chị. Tới đây là đúng 19,5 m nha anh chị. Đây là con đường thông. Nó đường này chuẩn bị mở luôn anh chị ơi. Do lộn hư rồi, nhà nước mở bự ra luôn. Nó thông ra đường lộn ngang ngoài đó. Khoảng cách từ đây ra lộn ngang khoảng 800 m là tới nha anh chị. Đó,
Nó còn đây là trước mặt tiền đất mình có một cái con kinh. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang nó từ đây về trung tâm thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là 49 phút, khoảng cách của nó là 31 km. Nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em tính điểm là bến xe miền Tây, bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây là 2 giờ 10 phút, khoảng cách của nó là 91 km. Đó, mặt tiền đất mình thì xây về hướng Tây. Cho anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Đó, giờ đem tiếng sâu gì ở phía bên trong. Đó, ngôi nhà mình đây. Cô kêu ông tỷ 2 50 triệu đúng không cô? Cô bao giấy tờ? Tỷ 2 50 triệu. Dạ. Nó ngôi nhà mình còn đẹp lắm nha anh chị, mới cất nhưng mà chưa ở nha. Đó, đây là phòng khách. Nó đây là phía ngay cửa đi của mình. Nhà mình chưa đóng la phong nha, nhưng mà xây tường tới tên luôn rồi. Nó nếu anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí khu vực và thích ngôi nhà này thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem ngôi nhà, gặp cô chủ luôn rồi có thể thương lượng thêm gì giá cả với cô nha. Nhưng mà cô nói là giá chốt, nhưng mà nếu có bớt cô bớt cho mình chút xíu lọc. Nó vừa gọi là cái phòng ngủ nha anh chị. Còn đây là cái toilet. Nó tường là ấp tới tên luôn. Nếu anh chị sau này vì mình đóng là phong tới ngay chỗ cái mí đó là nó bích ra tên, là nhìn là đẹp lắm anh chị ơi. Cái này anh chị nào mà mới lập gia đình ra riêng ha, anh chị mua ngôi nhà này ở là quá tuyệt vời luôn. Đó, còn đây là phía sau kệ của mình. Đó, đây là ga phía sau luôn. Nếu ga 37 m, ước tính em đo hạo hạo là khoảng tới ngay cho cái xẻo này nha anh chị. Nó xẻo ngay tay em chỉ á. Nó mi tên là của mình. Để em nhắc lại một lần nữa, ngang theo mặt đường lộ đan 1,5 m á. Mặt lộ sắp mở luôn nha anh chị. Mình có bề ngang qua 19,5 m. Mình có chiều sâu vào 37 m. Tổng diện tích hết luôn á, nhà dưới đất luôn á, là 721 m². Hiện tại cô chủ kêu giá là 1 tỷ 250 triệu. Cái mảnh này còn sổ chung, cho nên anh chị mua chủ sẽ bao giấy tờ cho mình. Chủ cắt ra nha anh chị, cắt sổ ra giao cho mình. Nhà mình thì chưa có thổ cư, hiện tại là chỉ đất trồng cây lâu năm mà.
Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì anh chị có thể liên hệ qua em nha. Em sẽ dẫn anh chị đến xem ngôi nhà này. Đó, phía đây thì cũng của chủ luôn, nhưng mà sau này mình có thể nói với chủ là để là bên mình luôn. Đó, mình đây có một cái con kinh. Rồi, để em nhìn lại cái vị trí ngôi nhà nữa, em sẽ kết thúc video nha. Đây là tổng quan ngôi nhà của mình. Rồi, đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.